các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nước cốt dừa nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình là dừa này, và một lăng một thìa này, một ít muối này, một thìa đường này. Bây giờ mình sẽ thái dừa trước các bạn ạ. Các bạn thái dừa cho mình nhé. Càng mỏng ấy thì hoặc càng nhỏ ấy thì các bạn xay càng dễ nhé. Các bạn có thể nhờ người ta bào sợi sẵn ấy, thì mình khi mình xay ấy, nó nhỏ và nó dễ xay hơn nhé. Không có thế này thì các bạn phải thái thật nhỏ ra cho mình nhé. Thì sau đó mình sẽ xay để mình vắt lấy nước nhé. Thì mình sẽ làm được thành nước cốt dừa thôi. Các bạn mà có cái cối xay của mình khỏe thì mình cũng không cần phải thái nhỏ lắm. Mình có cái cối nó bé nên là mình khó xay. Sau khi mình thái dài như thế xong, bây giờ các bạn thái nhỏ ra cho mình nhé. Vì cái cối của mình nó bé nên mình chỉ thái nhỏ ra thì mình mới xay được các bạn nhé. Với làm dầu dừa thì các bạn có thể làm để mình dùng cho rất nhiều các món ăn, hoặc là các bạn có thể nấu với chè, hoặc là các món nấu ấy, thì mình cho ít dầu dừa, ít nước cốt dừa vào thì các món ăn của mình nó rất ngọt các bạn ạ, và ngon. Nên là hôm nay mình cũng có một video mình cũng làm rồi đấy, nhưng hôm nay mình làm lại cái phần nước cốt dừa này cho các bạn nhé. Mình làm ở nhà thế này thì mình dùng nó tiện mà đảm bảo vệ sinh các bạn nhé. Nếu cối nhà các bạn to, các bạn không phải băm nhỏ như mình như thế này nhé. Vì cái cối nhà mình nó bé nên là mình phải làm nhỏ như thế này để mình xay cho nó dễ nhé. Thế các bạn, sau khi mình thái hết xong nhé, bây giờ các bạn cho mình một chút nước vào thôi nhé, để mình đun lên ấy, để cho cái dầu dừa nó ra hết nhé. Sau đó mình sẽ đi xay để chắt nhé. Các bạn chỉ cần đun một ít nước này thôi và để cho cái dầu dừa nó ra ấy các bạn nhé. Thì sau đó mình sẽ cho vào máy mình xay nhé, thì nó sẽ đảm bảo là dầu dừa nó sẽ ra hết ấy, nó không bị lãng phí các bạn nhé. Thì mình sẽ được nhiều cốt dừa ấy. Đây các bạn, sau khi sủi thì các bạn tắt bếp cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái cối như này nhé, và các bạn đổ nước dừa của mình vừa nãy vào nhé, để mình xay các bạn nhé. Bạn đổ vào sau đó các bạn xay cho mình nhé. Xay cho mình nhé. Xay nhuyễn cho mình nhé. Mình dùng cái nước vừa nãy mình nấu ấy các bạn ạ. Các bạn đừng đổ nước đi nhé, để mình xay nhé, cho nó dễ xay nhé. Và để cho nó được nhiều dầu nhé. Các bạn xay nhỏ cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi mình xay nhuyễn như thế này rồi nhé, các bạn cho mình ra một cái bát nhé, và có mỏng lọc nhé, để mình lọc nó đây các bạn nhé, để cho nó đỡ bã, đỡ nước cốt dừa bỏ phí nhé. Cứ như vậy các bạn xay nước cho mình nhé, cho hết nhé.
mình nhé, cho nó các bạn bắt cho mình cho để mình lấy cái nước cốt này nhé các bạn nhé. Đây các bạn, mình được cái nước cốt đã rồi, bây giờ các bạn đem đi nấu cho mình nhé. Các bạn là cho nồi lên bếp nhé, và các bạn nấu thì các bạn nên quấy đều tay nhé, để cho cái dừa của mình, nước cốt dừa nó không bị bén nồi nhé. Và các bạn cho mình một chút muối luôn nhé, để mình hòa tan muối nhé. Các bạn cho một chút thôi để cho khi mình dùng nước cốt dừa nó không bị đấy quá nhé. Thì các bạn khi mình nấu rồi nước cốt dừa nó đã sôi nhé, thì các bạn cho mình một chút đường vào nhé, thìa đường các bạn nhé. Rồi các bạn cứ nấu cho mình nhé, để khi nào hương nước nó thoát đi còn lại nước cốt dừa lại thì mình sẽ cho vào lăng nhé. Khi nước cốt dừa của mình đã sôi ấy, thì các bạn nên cho lửa vừa và nhỏ nhé, và các bạn nên quấy nhé, để cho nó không bị bén đáy nồi ấy. Thì nếu mà mình mà không quấy ấy, thì cái lượng dừa cốt dừa nó đọng ở dưới đáy nồi, nó làm cho nồi mình cháy nhé, và mình sẽ hỏng đấy. Các bạn khi lượng hơi nước của mình thoát đi, nước dừa đã đặc rồi nhé, thì các bạn cho mình một thìa bột lăng và các bạn tha ra lá nhé, thì mình mới cho vào nhé, không có là nó sẽ bị chóng hỏng nhé. Rồi bây giờ chỉ cần sôi lên trở lại là các bạn sẽ được nước cốt dừa thôi, sánh mịn nó ngon nhé. Đây các bạn, nước cốt dừa của mình đây, khi mà mình cho một chút bột lăng và nước cốt dừa đã đặc rồi nhé, bây giờ nó đã sánh mịn rồi, và khi nó đã sủi một lít nhé, thì các bạn cho lửa nhỏ một tẹo đi, sau đó mình sẽ tắt bếp để nguội nhé. Là các bạn có thể cho vào những cái hũ ấy, để các bạn cất nhé, để mình dùng nấu dần nhé. Rất nhiều món mình ăn ấy, cần nước cốt dừa nhé, kể cả như các bạn ăn chè cũng cần, hoặc các bạn nấu những nồi lẩu hoặc xôi mà các bạn có ít nước cốt dừa như thế này ấy, thì nồi xôi của mình ăn rất thơm và ngon nhé. Rồi mình tắt bếp để nguội nhé, sau đó mình sẽ múc vào một cái lọ đó. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nước cốt dừa sánh mịn mà ngon tại nhà, rất đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ cần mua một quả dừa về, các bạn đào sợi hoặc các bạn nhờ người ta đào sợi sẵn nhé, sau đó các bạn luộc nhé, luộc để cho cái dầu dừa và nước cốt dừa nó ra nhưng mà nó mềm thì mình xay nó dễ xay hơn các bạn nhé. Sau đó thì các bạn xay rồi các bạn vắt cho mình kiệt cái nước đi, rồi các bạn đem lên bếp các bạn đun cho một chút muối và một thìa đường và một thìa bột lăng, là các bạn có thể dùng được nước cốt dừa như này sánh mịn. Nếu không có bột lăng thì thôi cũng được các bạn nhé, thì nó không được sánh như thế này thôi, và các bạn cho một thìa bột lăng thì nó sẽ sánh và ngon hơn nhé. Chúc các bạn thành công với cách làm nước cốt dừa đơn giản tại nhà nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé, Ẩm thực miền quê nhé. Và khi đi nguội thì các bạn có thể cho vào trong cái lọ như thế này nhé, và mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để mình dùng dần các bạn nhé. Hết thì các bạn lại làm tiếp nhé. Như thế này là rất đơn giản các bạn ạ. Khi nguội mình sẽ cho vào cái lọ này các bạn ạ.